Đố các em con gì sống lâu nhất hành tinh, cùng tìm hiểu nhé các em. Đó là loài rùa thuộc họ rùa, một trong những loài bò sát còn sống lâu đời nhất trên trái đất. Chúng thuộc lớp bò sát. Rùa có mặt trên khắp các vùng đất trên toàn thế giới, trừ các vùng cực lạnh. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về loài rùa. Rùa có cấu trúc cơ thể chủ yếu gồm 3 phần: vỏ, xương và da. Vỏ của rùa là một tấm vỏ cứng bao phủ toàn bộ cơ thể, bao gồm một phần trên thân trên và một phần dưới thân dưới. Chúng có màu sắc và họa tiết khác nhau tùy thuộc vào từng loài. Kích thước của rùa khác nhau tùy thuộc vào loài. Rùa có thể có chiều dài cơ thể từ vài centimet đến vài mét. Một trong những loài rùa lớn nhất là rùa khổng lồ cô thể đạt chiều dài lên đến 2,4 mét và cân nặng khoảng 700 kg. Rùa sống chủ yếu ở các môi trường nước ngọt và mặn như hồ, sông, ao, đầm lầy và biển. Một số loài cũng có thể sống trên cạn. Chúng có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm thức ăn hoặc để đẻ trứng. Rùa có chế độ ăn phụ thuộc vào loài và môi trường sống. Một số loài rùa là thực vật ăn cỏ, lá cây và quả, trong khi những loài khác ăn thịt, mồi nhỏ như động vật giáp xác, ốc, cá và thậm chí là cá voi nhỏ. Rùa được biết đến với tuổi thọ rất lớn. Một số loài có thể sống hàng trăm năm. Loài rùa Ayara được cho là có tuổi thọ lên đến 200 tuổi. Rùa đang đối mặt với nhiều nguy cơ và mất môi trường sống do sự tàn phá của con người. Đánh bắt rùa để lấy thịt, trứng và vỏ để buôn bán là một trong những mối đe dọa chính. Sự suy giảm môi trường sống tự nhiên, biến đổi khí hậu và ô nhiễm cũng góp phần vào việc giảm số lượng rùa trên trái đất. Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất và thú vị.